Chiều ngày 26 tháng 4, sau lễ khai mạc Đại giới đàn Đạt Thanh Phật lịch 2568, Dương lịch 2024, Ban kiến đàn đã thành kính cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuyên luật sư Đại giới đàn, Quang Lâm giới trường Chùa Tỉnh Hội, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khai đạo cho các giới tử chuẩn bị thọ nhận giới Pháp. trước 1930, giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Thức Xoa Ma Na và Sa Di Ni trang nghiêm chí thành nơi tuyển Phật trường. Hòa Thượng Tuyên Luật Sư đã chỉ giáo các giới tử về những điều thiết yếu trong hành trang của người xuất gia. Thì... Lấy... Những... Trưởng Lão Hòa người... Thượng nhấn mạnh, đây là trường tuyển người làm Phật. Các vị ngồi đây chắc chắn rằng được thọ giới. Các vị đã có nhiều công năng vì nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng đối với Phật Pháp hôm nay các vị đã được gặp chánh pháp chuẩn bị dự vào chúng trung tôn chánh thức là người con trưởng của đức phật nói đến giới luật là nói đến hệ thống các quy định về chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh quy tắc ứng xử cũng như các hoạt động mang tính nội bộ đặc thù của tăng sĩ phật giáo nói riêng và tăng đoàn nói chung Giới luật ấy chia làm hai phần, gồm giới và luật. Hai phần này có quan hệ kháng khích mật thiết với nhau trong quá trình hành và trì giới luật của các vị thọ đại giới tỳ kheo tỳ kheo ni. Hòa thượng đã khái quát về 250 giới của tứ phần luật mà các giới tử sẽ được lãnh thọ. Nhắc lại cho các giới tử các điều thiết yếu về việc giữ gìn giới luật. Hòa thượng khuyến tấn để đắc thành giới thể, các giới tử phải phát nguyện chí thành, phát tâm dõng mãnh cộng với giới trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh thì việc cầu thọ giới pháp mới thành tựu. Khi đã thành tựu rồi, các vị cần nghiêm trị cẩn thận vì đây là thềm bậc để đưa đến quả thượng Bồ Đề. Sau lời khai đạo của Hòa Thượng Tuyên Luật Sư, Chư Giới Tử cung kính đón nhận lời dạy của Hòa Thượng, kính nguyện sẽ y giáo phụng hành, nhiếp tâm thanh tịnh để lãnh thọ giới pháp. Nguyện khắc ghi lời dạy của Ngài để lấy đó làm tư lương trên bước đường tiến về giác ngộ giải thoát.